Thưa quý vị, chiều nay tiếp tục phiên họp thứ 31, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 2 năm 2024. Cử tri và nhân dân bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Chính phủ, hoạt động giám sát của Quốc hội, đánh giá cao việc Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, an sinh xã hội. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ sự lo lắng về việc thời gian gần đây vẫn còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc, làm chết và bị thương nhiều người, tình hình ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn, giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng, cũng như tình trạng thiếu thuốc, vaccine, trang thiết bị, vật tư y tế tại các cơ sở y tế công lập. Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ và Bộ Công an, trong tháng 2 năm 2024, tình hình công dân khiếu nại tố cáo giảm so với tháng 1 năm 2024. Tuy nhiên, nhiều vụ việc khiếu kiện phức tạp vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đáng chú ý là các vụ việc khiếu kiện của các khách hàng mua trái phiếu của các doanh nghiệp, khách hàng mua căn hộ condotel, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số địa phương. Ban dân nguyện kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành địa phương có giải pháp hiệu quả để kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả hàng hóa thị trường, khẩn trương giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, không để phát sinh thành điểm nóng. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương, thành lập sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Sau khi thành lập hai phường An Điền và An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương không thay đổi về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trực thuộc, nhưng có giảm một thị xã, hai xã và tăng một thành phố, hai phường, tỷ lệ đô thị hóa là 84,95%. Sau khi thành lập sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang không thay đổi về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, nhưng tăng một thành phố và giảm một thị xã, đồng thời giảm hai đơn vị hành chính cấp xã. Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Tiền Giang là 18,40%. 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập các đơn vị hành chính trên. Thưa quý vị, sau 3,5 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên họp thứ 31. Phát biểu bế mạc phiên họp thứ 31, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến xem xét quyết định đối với 5 nhóm vấn đề lớn, trong đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với 7 dự án luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét để thông qua 2 nghị quyết về thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương, thành lập sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tổ chức hoạt động chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao. Chủ tịch Quốc hội khẳng định phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thường kỳ lần thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đạt được yêu cầu đề ra, thành công tốt đẹp. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng thư ký Quốc hội khẩn trương trình dự thảo nghị quyết để xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để sớm ban hành nghị quyết về chất vấn làm căn cứ pháp lý tổ chức thực hiện. Cho biết trong thời gian tới có nhiều công việc phải triển khai như hội nghị toàn quốc tổng kết công tác của Hội đồng Nhân dân, hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, phiên họp thường kỳ lần thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phiên họp chuyên đề pháp luật. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội khẩn trương làm việc với các đầu mối của Chính phủ, rà soát kỹ lưỡng các nội dung, tập trung nỗ lực với quyết tâm cao độ để bảo đảm tiến độ và kỹ lưỡng về chất lượng các dự án luật, dự thảo nghị quyết. Thưa quý vị, hôm nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ban điều hành đề án quyền con người đã tổ chức hội nghị Ban điều hành đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện, đề án đã góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục quyền con người, trang bị kiến thức kỹ năng về quyền con người cho nhiều đối tượng, đặc biệt là cho đội ngũ giáo viên, giảng viên và người học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Các sản phẩm của đề án đã được xã hội hóa đến với người học và công chúng, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và hiệu quả đào tạo về quyền con người trong các cơ sở giáo dục đào tạo. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đánh giá về cơ bản,
các hoạt động của cơ quan chủ trì thực hiện đề án được triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Bên cạnh đó, mặc dù do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có bối cảnh dịch bệnh nghiêm trọng, cùng với sự chậm trễ khó khăn về mặt tài chính, nhưng nhìn chung, các cơ quan tham gia đề án đã nỗ lực thực hiện được một số hoạt động theo nhiệm vụ được phân công của đề án. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, 2 năm cuối thực hiện đề án sẽ là giai đoạn nước rút rất quan trọng. Vì thế, chính phủ sẽ nỗ lực khắc phục những khó khăn mà ban điều hành đề án đang gặp phải để có thể hoàn thành đề án một cách hiệu quả nhất. Dự kiến chương trình lãnh đạo quản lý cao cấp năm 2024 VELP sẽ tổ chức tại Hoa Kỳ vào tháng 4 tới đây với sự tham dự của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Sáng nay, tại cuộc gặp gỡ giữa Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và ông Thomas Valerie, Giám đốc chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ, hai bên đã trao đổi một số nội dung liên quan. Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký tuyên bố chung nâng cấp quan hệ hai bên lên đối tác chiến lược toàn diện. Hiện hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột ưu tiên trong quan hệ hai nước. Phó Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng triển khai chiến lược phát triển ngành bán dẫn, quản lý nhà nước trong lĩnh vực AI, xây dựng các hoạt động đối thoại chính sách phù hợp, bao gồm chương trình lãnh đạo quản lý cao cấp Việt Nam năm 2024 và các năm tiếp theo, nhằm tham vấn cho chính phủ và các bộ ngành của Việt Nam cách thức xây dựng, triển khai chính sách hiệu quả để đạt được những mục tiêu dài hạn. Ông Thomas Valerie cho biết các nội dung thảo luận tại chương trình lãnh đạo quản lý cấp cao năm 2024 sắp tới sẽ cập nhật các vấn đề phù hợp với diễn biến trên toàn cầu cũng như phù hợp với sự phát triển kinh tế Việt Nam, nhất là các giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa, tiền tệ và các định hướng cho tương lai trong 2 đến 3 thập kỷ tới. Thưa quý vị, sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực, chủ trì cuộc họp lấy ý kiến về dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là phát triển con người Việt Nam toàn diện, phát huy tối đa tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, xây dựng hệ thống giáo dục mở, công bằng và bình đẳng, phục vụ học tập suốt đời theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến của khu vực châu Á. Một số chỉ tiêu cụ thể được đưa trong dự thảo: cấp mầm non phấn đấu 100% số tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non vào năm 2030. Bậc đại học phấn đấu đến năm 2030 là 260 sinh viên trên vạn dân. Phó Thủ tướng yêu cầu chiến lược phát triển giáo dục cần kiên trì định hướng đúng đắn và có sự cập nhật, thích ứng và đột phá. Thực hiện chiến lược cần huy động sự tham gia của khối tư nhân đầu tư cho giáo dục. Chiến lược cần tính đến những thay đổi trong cấu trúc của nền kinh tế, nhu cầu nhân lực các ngành công nghiệp trong tương lai, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong quá trình tham gia phát triển nhân lực, phát triển giáo dục để đặt ra mục tiêu, kế hoạch sát thực tiễn. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng các địa phương đi đầu cần đi trước làm thử những cơ chế chính sách mới trong lĩnh vực giáo dục với mục tiêu cao hơn, lộ trình thực hiện sớm hơn. Cũng trong ngày hôm nay, tỉnh ủy Lạng Sơn phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị, xã hội, các lực lượng tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trong điều kiện miền núi, biên giới, vùng dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn. Các tham luận tại hội thảo đã tập trung làm rõ những nội dung của việc nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị, xã hội, các lực lượng tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trong điều kiện miền núi, biên giới, vùng dân tộc thiểu số, những kinh nghiệm phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với hoạt động của thôn, tổ dân phố, kinh nghiệm kiện toàn các chức danh hoạt động không chuyên trách và lực lượng tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố, kinh nghiệm trong công tác dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết, kinh nghiệm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh ở cơ sở, và kinh nghiệm phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thế mạnh con người. Hôm nay, tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức lễ ra mắt và phát hành bộ sách lịch sử tỉnh Ninh Bình nhằm lưu lại những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân tỉnh, cũng như những đóng góp cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Sau 4 năm tổ chức sưu tầm tư liệu, bổ sung chỉnh sửa, bộ sách lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đến nay đã hoàn thành việc in ấn, xuất bản với số lượng 1.500 bộ.
Với 3 tập dày dặn hơn 1.000 trang, bộ sách đã tái hiện sinh động các chặng đường phát triển, những nỗ lực, hy sinh và cống hiến của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc từ năm 1930 đến năm 2020. Tỉnh Ninh Bình đang đẩy mạnh tuyên truyền về bộ sách bằng nhiều hình thức, đồng thời khẩn trương số hóa bộ sách đăng tải trên cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, góp phần lan tỏa giá trị, nội dung cốt lõi của bộ sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong và ngoài tỉnh, đưa vào giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương của các nhà trường. Chiều nay, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi tiếp ông Yakabe Yoshinori, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, đến chào kết thúc nhiệm kỳ công tác. Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh cảm ơn Tổng lãnh sự Yakabe Yoshinori với những đóng góp to lớn cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với các địa phương đối tác Nhật Bản. Hy vọng trong thời gian tới, trên lĩnh vực công tác mới, ông Yakabe Yoshinori sẽ tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng kết nối với các đối tác Nhật Bản. Tổng lãnh sự Yakabe Yoshinori trân trọng gửi lời cảm ơn đến thành phố đã luôn quan tâm phối hợp chặt chẽ trong việc thắt chặt tình đoàn kết và sự phát triển của đôi bên, đặc biệt là tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Nhật phát triển tại Đà Nẵng. Ông Yakabe Yoshinori bày tỏ tình cảm sâu đậm, luôn coi trọng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, đặc biệt giữa hai nhà nước và nhân dân hai nước, đồng thời mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ từ lãnh đạo thành phố và các cơ quan liên quan với Tổng lãnh sự kế nhiệm cũng như các doanh nghiệp của Nhật đang hoạt động tại thành phố.